Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Như thường lệ thì em đang có mặt tại xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ là 1361 tỉnh lộ 43, khu phố 2, Bình Chiểu, Thủ Đức ha. Như các bạn đã thấy thì kế bên em đây là dòng xe Future ha, mẫu 2024 nha. Rồi, đối với cái dòng xe Future này á, thì giá bên em chỉ có rơi vào khoảng tầm Future đúng không? Đâu rồi trời? Đây, Future bên em thì tầm khoảng 33 triệu 5 cho tới 36 triệu 8 thôi ha. Thì mẫu này là mẫu 2024. Thì em sẽ so sánh cho anh chị thấy là mẫu 2024 và 2023 nó khác nhau ở chỗ nào luôn ha. Thì cái mẫu thật ra là nó cũng không có khác gì mấy về cơ cấu máy móc và kiểu dáng, thì nó vẫn y chang như vậy ha. Nó chỉ khác nhau mỗi cái mặt nạ thôi. Đối với dòng 2024 á, thì mặt nạ của nó sẽ là màu đen. Và 2023 thì mặt nạ của nó sẽ là màu trắng. Trên cái con phiên bản màu trắng như thế này thì nó sẽ trắng trơn luôn. Đó là 2023, còn 2024 thì cái mặt nạ của nó sẽ màu đen, nó chỉ khác biệt duy nhất một chút xíu một cái chỗ đó thôi. Về cái dòng Future thì hiện tại là cái dòng xe này là dòng xe số nhưng có cướp rộng rãi nhất trong tất cả các dòng xe mà em biết ha. Đây, cướp của nó có thể chứa được là hai nón bảo hiểm nửa đầu nha. Rồi bình xăng trong ha. Đây kính. Đây kính. Rồi cướp của nó khá là rộng rãi ha. Về xăng thì nó gọi là rất là tiết kiệm rồi. Future là một trong những dòng xe có hệ thống FI ha. Đó nên là xăng của nó rất là tiết kiệm cho mình luôn, phù hợp với mọi lứa tuổi ha. Đương nhiên là tất cả các bạn mà có bằng lái rồi thì mới chạy được dòng xe này nha. Rồi em nhắc lại giá của nó chỉ là 33 triệu 5 cho tới 36 triệu 8 thôi. Như con màu trắng này hiện tại bên em đang 36 8 thôi anh chị. Bên em có hỗ trợ trả góp cho mình nha. Chỉ cần trả trước tầm khoảng 3 triệu thôi là đã có thể lên ngay hồ sơ rồi. Hồ sơ và thủ tục bên em cực kỳ nhanh chóng luôn. Nó chỉ rơi vào khoảng tầm 15 cho tới 20 phút thôi. Về chương trình quà tặng thì bên em đang có nón bảo hiểm, móc khóa, túi vải, tặng một bộ định vị Osono chính hãng. Khi liên hệ trực tiếp cho nhân viên tư vấn thì anh chị nhớ là phải liên hệ trước ha. Và em có để lại số điện thoại để anh chị liên hệ ở bên dưới màn hình. Có gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp cho em. Ngoài cái dòng xe Future này ra thì hiện tại bên em đang bán tất cả các mẫu mã xe khác luôn, từ Yamaha tới Honda thì bên em đều có cả ha. Kể cả xe 50 bên em cũng có luôn. Anh chị có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn hỗ trợ cho mình hết sức có thể anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo ạ.